Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 27 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 27 tháng 7, kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023, với truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ những đóng góp to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đây là trách nhiệm, tình cảm và nét đẹp nhân văn của dân tộc Việt Nam. Trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, lớp lớp thế hệ người Việt Nam với tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường, bất khuất, đã không tiếc máu xương, công sức, của cải cho sự nghiệp cách mạng, giành độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc. Với sự hy sinh của đông đảo quần chúng, của chiến sĩ, anh hùng kế tiếp nhau trong lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, máu đào của các liệt sĩ ấy đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do. Kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ hàng năm là dịp tri ân những anh hùng liệt sĩ, người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 76 năm qua, dù ở giai đoạn lịch sử nào, Đảng, Nhà nước luôn không ngừng phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt hơn công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với nước. Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể đã kịp thời động viên, tạo điều kiện cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng có cuộc sống tốt hơn. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay 27 tháng 7, đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh Điện Biên do đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến viếng đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang Liệt sĩ A1. Tham gia cùng đoàn có các đồng chí thường trực tỉnh ủy, thường trực hội đồng nhân dân, lãnh đạo ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh, các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang tỉnh, đại diện lãnh đạo thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện Điện Biên. Tại đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ và nghĩa trang liệt sĩ A1, trong không khí trang nghiêm, với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, đoàn đại biểu đã trân trọng dâng hoa dâng hương và dành phút mặc niệm tri ân tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Ghi nhớ công ơn những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, quan tâm làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công, đồng thời nỗ lực kế thừa và phát huy những thành quả cách mạng của các thế hệ cha anh đi trước, xây dựng quê hương ngày càng phát triển bền vững. Sau lễ đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, cùng các đại biểu đã đến thắp những nén hương thơm lên các phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1, bày tỏ lòng tri ân và biết ơn vô hạn các anh hùng liệt sĩ. Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. Tham gia cùng đoàn có lãnh đạo một số sở ban ngành tỉnh. Đến thăm gia đình các ông Phạm Hữu Hường và gia đình ông Lê Văn Trình là thương binh cư trú tại tổ 2, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ. Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã động viên, thăm hỏi sức khỏe, tình hình cuộc sống của các gia đình thương binh, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với sự hy sinh, cống hiến, anh dũng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng mong muốn các gia đình sẽ tiếp tục tiếp nối truyền thống cách mạng, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua tại địa phương. Vui mừng xúc động trước tình cảm mà Đảng, Nhà nước, cấp ủy chính quyền địa phương luôn quan tâm, các gia đình chính sách xin hứa sẽ luôn là tấm gương sáng, là chỗ dựa tin cậy để con cháu noi theo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chiều nay, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Ban chỉ đạo đầu tư xây dựng và di chuyển các cơ quan tỉnh vào khu trung tâm hành chính chính trị tỉnh. Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đồng chủ trì. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban chỉ đạo và đại diện một số sở ban ngành tỉnh.
Theo báo cáo của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, tổng số 15 dự án theo kế hoạch đầu tư xây dựng và di chuyển các cơ quan của tỉnh vào khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh. Đến thời điểm hiện tại, có 1 trên 15 dự án đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, 4 trên 15 dự án cơ bản đảm bảo theo tiến độ kế hoạch đề ra, bao gồm 1 dự án tại địa phương thực hiện và 3 dự án ngành dọc. Trong đó, 1 trên 4 dự án đã cơ bản hoàn thành, chuẩn bị đưa vào khai thác sử dụng. 2 trên 4 dự án đang trong giai đoạn triển khai công tác thi công, xây lắp công trình, cơ bản đã hoàn thiện xong phần thô. 1 trên 4 dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án, còn 10 trên 15 dự án chậm tiến độ theo kế hoạch đề ra. Trong đó có 3 dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và 7 dự án đang trong giai đoạn thực hiện. Tại hội nghị, các chủ đầu tư, các sở ngành liên quan báo cáo giải trình về tiến độ triển khai, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng thời tập trung làm rõ nguyên nhân và giải pháp trong thời gian tới về khả năng cân đối bố trí vốn của tỉnh là khó khăn, chưa đáp ứng được nhu cầu. Tổng số vốn đã bố trí năm 2023 là 565 tỷ đồng, trong khi nhu cầu vốn khoảng 876 tỷ đồng. Công tác giải phóng mặt bằng chưa thực hiện theo tiến độ, quy định pháp luật về đất đai, tài nguyên môi trường còn chồng chéo vướng mắc. Bên cạnh đó, cách thức tổ chức triển khai nhiệm vụ của các sở ngành, chủ đầu tư chưa quyết liệt, chưa đưa ra các giải pháp, kế hoạch cụ thể chi tiết. Công tác phối hợp còn thiếu chặt chẽ, chưa chủ động bám sát các nhiệm vụ để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Đối với Ủy ban nhân dân thành phố, chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu điểm tái định cư, khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh Điện Biên và dự án bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy hoạch chi tiết để đấu giá quyền sử dụng đất, thực hiện dự án khu dân cư đô thị, thương mại dịch vụ gắn với trung tâm hành chính chính trị đã nêu một số khó khăn như công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, công tác quy chủ, đo đạc, kiểm đếm, việc xác minh nguồn gốc đất, chính sách chuyển đổi nghề. Trong đó khó nhất là công tác giải phóng mặt bằng. Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã nêu ra một số giải pháp để thực hiện, trong đó chú trọng thẩm định giải phóng mặt bằng nhằm đáp ứng tiến độ dự án theo kế hoạch. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá, trong thời gian qua các dự án đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, hiện các dự án đều đang chậm so với kế hoạch, nhất là công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án phát triển đô thị, dịch vụ, tạo nguồn thu từ đất. Việc phối hợp giữa các chủ đầu tư với các cơ quan quản lý nhà nước chưa chặt chẽ, hiệu quả, chất lượng, tiến độ chuẩn bị hồ sơ dự án của một số chủ đầu tư thấp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các chủ đầu tư tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc, phối hợp hiệu quả, quyết tâm giải quyết dứt điểm những khó khăn tồn tại. Xây dựng biểu đường găng tiến độ triển khai các dự án, nêu rõ khó khăn vướng mắc gửi Ban chỉ đạo trước ngày 15 tháng 8 năm 2023, đồng thời bổ sung tăng cường các cán bộ giám sát thực hiện dự án và tuyên truyền vận động nhân dân trong quá trình triển khai dự án. Sáng nay, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì buổi làm việc, nghe báo cáo định hướng, nghiên cứu, khảo sát phát triển các sản phẩm dịch vụ liên quan đến phát triển kinh tế từ cây chuối. Tham gia buổi làm việc có đại diện lãnh đạo một số sở ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Musa Pacta. Tại buổi làm việc, lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Musa Pacta đã giới thiệu khái quát về hoạt động và các sản phẩm của công ty, đồng thời đề xuất một số nội dung về nghiên cứu, khảo sát, hợp tác, đầu tư phát triển các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến cây chuối trên địa bàn tỉnh Điện Biên, như phát triển vùng nguyên liệu trồng chuối, xây dựng hệ thống xưởng sản xuất sợi thô và các sản phẩm phụ thô từ thân cây chuối, thu mua sản phẩm chuối quả tươi, sợi chuối khô, xây dựng hệ thống xưởng sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ, xây dựng làng sinh thái du lịch nông nghiệp kết hợp sản phẩm du lịch du mục số. Thảo luận tham gia ý kiến tại buổi làm việc, lãnh đạo các ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện đề nghị công ty làm rõ thêm một số nội dung như đầu ra cho sản phẩm, cơ chế bao tiêu, hình thức liên kết, giá thành các sản phẩm liên quan đến cây chuối, thu nhập bình quân của mỗi hecta trồng, quy mô đầu tư của dự án. Qua báo cáo về định hướng phát triển các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến cây chuối trên địa bàn tỉnh Điện Biên của công ty và ý kiến tham gia của các đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Thành Đô đồng thuận nhất trí cao về mặt chủ trương của nhà đầu tư và sẵn sàng tạo điều kiện để công ty nghiên cứu, khảo sát đầu tư tại các địa bàn thuộc tỉnh. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị các đơn vị địa phương tạo điều kiện thuận lợi để công ty hoàn thiện các thủ tục liên quan đến đầu tư trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, hôm nay các địa phương và đơn vị trong tỉnh đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Đoàn đại biểu huyện Điện Biên Đông do đồng chí Mùa A Vàng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện làm trưởng đoàn đã long trọng tổ chức lễ dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm thành kính, đoàn đã đặt vòng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm để tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu quên mình vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Điện Biên Đông nguyện sống, chiến đấu, học tập theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng theo Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 6 đã đề ra. Đồng thời, quan tâm và chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, giữ trọn đạo lý, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các cơ quan đơn vị huyện Điện Biên đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ở nghĩa trang Độc Lập, Tông Khao, huyện Điện Biên. Trong không khí trang nghiêm thành kính, đoàn đã kính cẩn đặt vòng hoa dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng xương máu, dành trọn tuổi thanh xuân cho độc lập tự do của Tổ quốc. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Điện Biên nguyện tiếp tục đoàn kết, không ngừng đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng huyện Điện Biên ngày càng đổi mới phát triển. Tiếp tục quan tâm, chăm lo và thực hiện tốt các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với thân nhân gia đình chính sách, người có công với cách mạng, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ. Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mường Trà đã tổ chức lễ viếng đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Mường Trà. Trong không khí trang nghiêm thành kính, các đồng chí lãnh đạo huyện đã đặt vòng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc. Trước vong linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mường Trà nguyện đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đưa huyện ngày một phát triển. Cùng với đó, quan tâm chăm lo chu đáo các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, giữ trọn đạo lý, uống nước nhớ nguồn. Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tùa Chùa đã tổ chức lễ viếng các anh hùng liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm thành kính, các đại biểu đã đặt vòng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Sau nghi lễ dâng hoa, dâng hương, các đại biểu đã đến thắp hương từng phần mộ liệt sĩ với tấm lòng tôn kính và biết ơn sâu sắc. Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu nguyện đoàn kết phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tùa Chùa tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các gia đình chính sách, nhất là những gia đình mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương bệnh binh, liệt sĩ, đồng thời nỗ lực vượt qua khó khăn thử thách, phấn đấu xây dựng huyện Tùa Chùa ngày càng phát triển. Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các đơn vị lực lượng vũ trang, các ban ngành đoàn thể huyện Mường Ảng đã đến viếng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Trước đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc Mường Ảng nguyện không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu đoàn kết một lòng xây dựng Mường Ảng ngày càng phát triển nhanh, bền vững. Lãnh đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, tiếp tục chăm lo chu đáo tới đời sống vật chất, tinh thần của các thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Trong không khí trang nghiêm thành kính, lãnh đạo cùng cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế đã đặt vòng hoa, dâng hương, dành phút tưởng niệm, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế nguyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho cán bộ, nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh. Tối qua 26 tháng 7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1, tỉnh đoàn Điện Biên tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Tham gia cùng đoàn có Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên, đại diện Ban dân vận tỉnh ủy, Ban chấp hành tỉnh đoàn Điện Biên và gần 200 đoàn viên thanh niên. Trong không khí trang nghiêm xúc động của buổi lễ, các đại biểu và đoàn viên thanh niên đã dâng hương dâng hoa và thắp nến tri ân, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời nguyện phát huy sức trẻ, kế thừa truyền thống anh hùng bất khuất của thế hệ cha anh đi trước, tiếp tục ra sức phấn đấu, học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ văn hóa, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ là một trong những hoạt động thường niên đầy tính nhân văn và ý nghĩa của tuổi trẻ tỉnh Điện Biên, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, qua kết nối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cụm thi đua số 3, Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, nhóm từ thiện nuôi em Hoài Nguyễn, Mai Phương Bùi và một số nhà hảo tâm đã tặng gần 80 suất quà cho các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và xã Pom Lót, huyện Điện Biên. Ngày 27 tháng 7 tại xã Pom Lót, huyện Điện Biên, đại diện các nhà hảo tâm đã đến tận nhà trao các phần quà cho gần 50 gia đình chính sách, người có công. Trong đó, gần 20 phần quà trị giá 500.000 đồng trên suất, 30 phần quà trị giá 1 triệu đồng trên suất. Trước đó, các nhóm từ thiện đã phối hợp với Bệnh viện Y Dược Cổ truyền, Phục hồi chức năng tỉnh, tổ chức buổi tọa đàm và trao gần 30 suất quà cho các thương bệnh binh, cựu chiến binh trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. Tổng trị giá chương trình gần 60 triệu đồng. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc, đồng thời lan tỏa tinh thần chung tay tri ân các gia đình thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng đến cộng đồng xã hội. Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, thấm nhuần đạo lý uống nước nhớ nguồn, bằng những việc làm thiết thực, nghĩa tình, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 2 phối hợp với các địa phương tích cực tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm lo ngày càng tốt hơn các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn. Một trong những việc làm tri ân thiết thực của quân khu 2 là đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Các cơ quan chức năng đã phối hợp với địa phương, tổ chức đón nhận, hồi hương, truy điệu, an táng hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào về nước và thành kính tổ chức an táng các liệt sĩ. Trong dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, quân khu đã phối hợp cùng với các địa phương tổ chức thăm hỏi tặng hơn 316.340 suất quà cho các đối tượng chính sách, phụng dưỡng 28 mẹ Việt Nam anh hùng với số tiền 245 triệu đồng. Tặng 30 sổ tiết kiệm trị giá 300 triệu đồng cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, xây dựng và bàn giao 15 nhà tình nghĩa từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa với tổng số tiền 1,2 tỷ đồng. Tổ chức khám chữa bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng sâu vùng xa biên giới. Quân khu cũng tổ chức nhiều hoạt động thăm viếng các nghĩa trang đài tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ. Các cơ quan đơn vị tổ chức nhiều hoạt động hành quân về nguồn, sửa chữa, tu bổ, thắp nến tri ân tại các địa phương trên địa bàn đóng quân. Thưa quý vị và các bạn, tháng 7, tháng của những hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân các anh hùng liệt sĩ, tháng của những chuyến hành trình về nguồn. Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023, đoàn công tác của tỉnh Điện Biên tiếp tục có cuộc hành trình tri ân về miền Trung để dâng hương, dâng hoa, tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ nơi dải đất miền Trung đầy nắng gió với những chiến công hào hùng trong lịch sử dân tộc. Địa chỉ đỏ đầu tiên đoàn thăm viếng tri ân là khu di tích ngã ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Trong không khí trang nghiêm, hào hùng, các đồng chí Vừa A Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Giàng Thị Hoa, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và hơn 30 cán bộ các sở ngành tỉnh Điện Biên đã dâng hương dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ và tấm gương 10 nữ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Tại khu mộ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp nằm tại Vũng Chùa, Đảo Yến, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Trước phần mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồng chí Vừa A Bằng đã báo cáo với Đại tướng những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh Điện Biên trong những năm vừa qua. Đồng thời, nguyện tiếp tục học tập, noi theo tấm gương sáng ngời vì nước, vì dân và tinh thần cách mạng kiên trung của Đại tướng, đoàn kết một lòng tiếp tục xây dựng Điện Biên ngày càng phát triển. Rời Vũng Chùa, Đảo Yến đến với nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, nơi yên nghỉ của hơn 10.000 liệt sĩ ở khắp mọi miền Tổ quốc đã chiến đấu và hy sinh trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Tại chiến trường này, tỉnh Lai Châu Điện Biên có 7 chiến sĩ đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh. Đồng chí Vừa A Bằng và đoàn công tác đã dâng hoa, thắp nén tâm nhang lên từng phần mộ liệt sĩ tại khu mộ liệt sĩ tỉnh Lai Châu Điện Biên để tỏ lòng thành kính. Hàng năm thì tỉnh Điện Biên đều cử các đoàn công tác do công chí lãnh đạo tỉnh thường niên là gì đến thăm thắp hương, dâng hương, dâng hoa và tri ân với gia đình đại tướng cũng như các anh hùng liệt sĩ ngã xuống trong cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước, không ngoài cái mục tiêu
là gì bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, cũng như là gì vì hy sinh, vì gì ấm no viện phúc của nhân dân. Thì thưa các đồng chí, có thể nói đây là một hoạt động hết sức ý nghĩa và mang tính nhân văn sâu sắc. Nó kế thừa cái truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, và trên cơ sở đó là cụ thể hóa về các chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước trong vấn đề là cấp ủy chính quyền các cấp cùng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chăm lo các chính sách đối với các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình bệnh binh. Theo Ban Quản lý Nghĩa Trang và Đón tiếp thân nhân liệt sĩ tỉnh Quảng Trị, hàng năm có rất nhiều đoàn công tác của các tỉnh, thành phố tổ chức hành trình tri ân về đây. Trong đó, Điện Biên là tỉnh có truyền thống nhiều năm nay luôn có những hoạt động tri ân ý nghĩa. Cái hoạt động thường niên của tỉnh Điện Biên rất tốt. Những hàng năm thì đều là cử cái đoàn đến để viếng và chăm sóc cái phần mộ của các anh hùng liệt sĩ tỉnh Điện Biên tại quận Trường Sơn. Chúng tôi đánh giá rất cao về cái sự quan tâm của chính quyền tỉnh Điện Biên. Ngoài tỉnh các cái tổ chức của tỉnh rồi thì còn các tổ chức cá nhân, các tập thể rồi các cái đoàn thể của tỉnh Điện Biên cũng thường đến đây để mà dâng hương. Sau khi đặt vòng hoa, thắp nén tâm nhang tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Quốc gia Đường 9, đoàn công tác tỉnh Điện Biên đến với khu di tích Thành cổ Quảng Trị, nằm ở trung tâm thị xã Quảng Trị, cách quốc lộ 1A hơn 1 km. Trong 81 ngày đêm mùa hè đỏ lửa năm 1972, hàng nghìn chiến sĩ tuổi 18 đôi mươi đã anh dũng chiến đấu và vĩnh viễn nằm lại với đất, với dòng sông Thạch Hãn. Chỉ có thể mô hình hóa thành một nấm mồ chung dưới cái nắng oi ả của miền Trung, dưới bầu trời xanh ngắt, tất cả đều thành kính, trang nghiêm, dâng hương, dâng hoa và dành phút mặc niệm các anh hùng liệt sĩ. Đến với Thành cổ Quảng Trị, chúng tôi rất xúc động và cũng rất mong muốn là hàng năm, không chỉ vào các cái dịp ngày thương binh liệt sĩ mà có điều kiện thì các đoàn của tỉnh và đặc biệt là tổ chức cho các thế hệ trẻ có điều kiện đến với những nơi như thế này để giúp cho thế hệ trẻ hiểu về lịch sử của đất nước và tri ân và những người đã ngã xuống, đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Xương máu của hàng triệu cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh để đổi lấy hòa bình, độc lập tự do như hôm nay. Để đền đáp công ơn của các anh hùng liệt sĩ, tri ân những người không tiếc máu thịt để bảo vệ nền độc lập dân tộc. Ngày nay, thế hệ trẻ tỉnh Điện Biên nói riêng, cả nước nói chung, luôn quan tâm, chú trọng thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho thân nhân các anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh và gia đình chính sách. Trong thời gian tới, để tiếp tục kế thừa những cái di nguyện mong muốn của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, thì tỉnh Điện Biên đã có rất nhiều các cái hoạt động, nhất là trước thềm tỉnh Điện Biên đang chuẩn bị các điều kiện để tổ chức hoạt động 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Thì có thể nói đây cũng là một hoạt động tri ân hết sức ý nghĩa để lãnh đạo tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, nhất là về việc xây dựng phát triển kinh tế xã hội cũng như đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn của tỉnh. Hành trình đến với những địa chỉ đỏ miền Trung, mỗi cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Điện Biên càng thấm thía hơn những hy sinh, mất mát của nhiều thế hệ, những người con đất Việt đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc. Từ đó, ý thức hơn nữa vai trò trách nhiệm của mình đối với đất nước, quê hương, không ngừng trau dồi rèn luyện, cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê hương vững mạnh, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của biết bao thế hệ đi trước để có được ngày hôm nay. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại các chương trình của đài chúng tôi tại địa chỉ trang web dienbientv.vn hoặc trên kênh YouTube Đài Truyền hình Điện Biên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.